Một điều chỉnh có lợi cho người dân vừa được cơ quan bảo hiểm y tế triển khai, đó là trong thời gian chờ đổi thẻ bảo hiểm y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ cấp cho người tham gia giấy hẹn để có thể đi khám chữa bệnh bình thường trong thời gian chờ đợi. Cụ thể, dự kiến từ ngày 1 tháng 7 tới đây, khi đổi hoặc cấp lại thẻ bảo hiểm y tế, trong thời gian chờ đợi thì người tham gia sẽ nhận được một giấy hẹn với đầy đủ thông tin như trên thẻ có dấu mộc của cơ quan bảo hiểm xã hội. Giấy hẹn này sẽ có giá trị như thẻ bảo hiểm y tế khi tham gia khám chữa bệnh. Đây là quy định hoàn toàn mới giúp người tham gia bảo hiểm y tế đảm bảo quyền lợi và thời gian liên thông khám chữa bệnh. Dù sao thì đây cũng là một giải pháp, ít nhất thì đang chữa bệnh cũng không bị mất cả tuần hay nửa tháng không được chi trả chỉ vì cấp lại thẻ, trong khi tiền thì vẫn phải đóng đủ như hiện nay, quá bất hợp lý cho người tham gia. Vâng, cũng cần phải nói thêm là cơ quan bảo hiểm xã hội cũng đang đặt mục tiêu giảm thời gian cấp lại thẻ bảo hiểm y tế xuống còn 5 ngày thay vì 7 ngày như hiện nay. Trường hợp có điều chỉnh thông tin thì thời gian sẽ là 10 ngày. Nói chung thì đây là một bước tiến rất đáng ghi nhận.